Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: công bố danh mục chi tiết mạng lưới vận tải khách cố định, bất cập hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại thành phố Thanh Hóa. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc công bố này nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, tăng cường kết nối các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô với các phương thức vận tải khác. Theo đó, các tuyến được công bố đảm bảo đầy đủ các thông tin số thứ tự toàn quốc, mã số tuyến tỉnh nơi đi đến và ngược lại, bến xe nơi đi đến và ngược lại, hành trình chạy xe chính dùng cho cả hai chiều đi, cự ly tuyến km, lưu lượng, số chuyến xe trên tháng, trên một đầu bến, phân loại tuyến, tuyến mới, tuyến đang khai thác, ghi chú nếu có. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc cảnh báo về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tai nạn, các hành vi tham gia giao thông an toàn, vận động hướng dẫn người dân thực hiện những hành động thiết thực để đảm bảo an toàn giao thông như đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có điểm giao cắt được lắp đèn tín hiệu giao thông nhằm điều tiết và phân luồng phương tiện. Tuy nhiên hiện nay, tại một số vị trí, việc phân bổ thời gian dừng giữa các luồng phương tiện chưa hợp lý, cũng như bộ đếm giờ tại nhiều ngã tư đã bị hỏng và chưa được đơn vị quản lý kịp thời sửa chữa, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngã tư giao cắt giữa quốc lộ 1A với đường Lạc Long Quân, ngay từ khi được thông xe và đi vào sử dụng, tại vị trí này được bố trí lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do thiếu thực tế trong cách tính toán lượng phương tiện di chuyển từ các hướng, nên việc điều tiết phương tiện theo hệ thống đèn tín hiệu tại đây chưa chuẩn xác, dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc mất an toàn. Vốn dĩ, theo cách suy tính thông thường, lượng phương tiện trên quốc lộ 1A luôn được cho là nhiều hơn, nên cần nhiều thời gian di chuyển hơn. Trong khi đó, đường Lạc Long Quân, mặc dù được tính là đường nhánh, nhưng có chiều rộng lên đến 39m, hàng ngày có rất đông phương tiện qua lại. Do được xem là đường nhánh, nên phía đường Lạc Long Quân, phương tiện phải chờ đèn đỏ lên đến 45 giây, nhưng chỉ có 25 giây đèn xanh để qua đường. Lượng phương tiện rất đông lại phải chờ đèn đỏ lâu hơn, khiến phương tiện tại đây ùn ứ rất nhiều, trong khi thời gian đèn xanh bật ngắn hơn, khiến phương tiện trên đường Lạc Long Quân giải tỏa không kịp, dẫn đến ngã tư này thường xuyên lộn xộn và ùn tắc, nhất là giờ tan tầm. Làm sao để tránh xung đột về thời gian là nó sẽ là cái đường 39m là cái đường 1A là nó sẽ bị xung đột giao thông, thì thời gian chờ đợi có mọi người rất là ùn ứ là lâu. Tại nhiều vị trí như ngã tư đường Nguyễn Trãi giao đường Hạc Thành, ngã tư đại lộ Lê Lợi giao Hạc Thành, ngã tư đường Tô Vĩnh Diện giao đường Bà Triệu và nhiều nút giao khác, đèn tín hiệu tuy vẫn hoạt động nhưng đồng hồ đếm thời gian không hoạt động, gây khó khăn cho việc chấp hành quy định của người dân. Bởi đồng hồ đếm ngược có tác dụng giúp người tham gia giao thông chủ động thời gian để chấp hành tín hiệu đèn, giúp họ kịp thời dừng lại khi hết nhịp đèn xanh, tránh tình trạng chưa kịp vượt qua đường thì đèn đã chuyển tín hiệu, dẫn đến dễ xung đột với các phương tiện đi từ hướng khác đến. Điều đáng nói là đèn tín hiệu có vai trò điều tiết và phân luồng giao thông trên các điểm giao cắt, nhưng việc ra soát điều chỉnh và sửa chữa đèn tín hiệu giao thông bị hỏng không được kiểm tra sửa chữa kịp thời. Có những đoạn và kiêm dây nó hoạt động nó không được thông suốt và chập chờn và hay có những sự cố, nên là mong các đơn vị, các nhà chức trách trong lĩnh vực giao thông là phân nên khắc phục. Để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt có đèn tín hiệu, đề nghị các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra đánh giá lại tính thực tế và khả thi tại các nút giao thông để điều chỉnh nhịp đèn cho phù hợp, đồng thời có phương án sửa chữa thay thế kịp thời các đèn tín hiệu bị hư hỏng, tránh những xung đột giao thông không đáng có. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.